ហើយសួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសហើយនេះគឺជាមេរៀនទី 63 បើយើងដែលយើងនឹងនិយាយអំពី possessive pronouns កាលពីមេរៀនមុនយើងធ្លាប់រៀន possessive adjective តែឥឡូវយើងនឹងរៀនអំពី possessive pronoun ហើយយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបតើ possessive adjective ហើយនឹង possessive pronoun នឹងខុសគ្នាដូចម្តេចតើយើងទៅមើលស្លាយបន្តផងអស់គ្នា Nên cái chia slide của tôi bỏ dưỡng Nơi cái nông possessive pronoun Biệt đại dân thời hiến miễn biệt Mine, yours, hers, his, ours, and their Mine những cái bộ bài thang rộp bọc nhóm Yours, rộp bọc nẹ Hers, rộp bọc niếng His, rộp bọc quát Ours, rộp bọc bùa dưỡng Hay nâng theirs, rộp bọc bụ kỳ Chẳng Cứ Đồng bây chép possessive pronoun bán cứ dương thời đã đơn ông bí possessive adjective chẳng mấy em possessive adjective nè học này ban hiền nổi cháy nè học này ai tạo lập tâm mơ video môn bọc nhóm nhóm nâng đã link mấy em possessive adjective nâng nâng description bọc nhóm chẳng possessive adjective mình biết my, your, her, his, it, our, and their hát bộ phẻ tôi khá nhìn dần bọc nhóm là bọc nẹ là bọc niên là bọc quát là bọc vía là bọc bụi dương hay nâng là bọc bụi kề I my chỉ possessive adjective. Nó bây giờ viên khai khuôn chỉ possessive pronoun cứ dương phở mine. Your tự chia yours miền e nè. The her tự chia hers miền e đài. His nơ his tự đài. Hay it's ở miền tầm rộng possessive pronoun thì it's cứ dương ở phở đây nè. Dương our tự chia ours. Their tự chia theirs. Rồi bọc bụi kề. Lấy những mơ ưu tà hò bọc kề. Anh mơ ưu tà hò này tất nào. Nhưng anh đang bị lập biệt bà ấy. Cái ta. Is that my pen? Ta nụ bị chiếc bây bọc nhầm rứ. No. Mẹ nè. I think it's mine. Nhưng cái ta viết chia. Mine. Mine bọc phải ta. Chia rồi bọc nhầm. Chiếc bây bọc nhầm. Nhưng ta anh dễ tha. I think it's my bà này. Thầy dễ tha. I think it's mine. Mine nâng kê cứ kê xâm tạo đó. My pen, ấy cái máy ấy là bọc nhóm cứ bệnh là bọc nhóm của cái đăng này, cái đăng thật ấy là bọc nhóm này của vì muốn cái giấy bị hưởng bệnh chân ấy là bọc nhóm, cứ bệnh là bọc nhóm lại này các đôi kia đó, cái xua ta whose car is this à bị whose này thật bằng cái bra là bây xua hồi đó bọc nào nè mà nè dẫn đó whose car is this ta là nè chia là bọc nào nè it's ours mà nè, we chia là bọc bụi dường chẳng ấy cái là bảo bụi dương cứ là bảo bụi dương chẳng mơ ủ thọ mùi tiết ta the red bike is hers ta con to cả hôm nó cứ chia là bảo niềng ấy cái là bảo niềng cứ kê xong thời đó con là bảo niềng and the blue one is his ấy con bảo khiêu nó cứ chia là bảo quạt ấy cái là bảo quạt cứ con bảo khiêu chẳng chia ru mà vĩnh kê pra possessive pronoun ban này tha kê đơn thật kê đơn dạy bị ai ai kê dạy ban này thành vật thụ đơn rồi có ở vầy mùi đơn kê thuộm dạy bạc hạ dạy mặt đó ngay ô thọ tôi chia mang rồi bọc nhóm sẽ bọc nhóm cứ bệnh rồi bọc nhóm hours rồi bọc bụi dương sẽ kê rồi bọc bụi dương cứ lan rồi bọc bụi dương hay hers ấy rồi bọc niếng cứ bài his ấy rồi bọc quát có bài nè, cứ kênh chạy đọc con chẳng dương mà mới slide bật tốt ca bởi dụng bọc kế cái ta possessive adjective mình niêm bật tốt bị khang khổ vì chẳng là bây giờ dương phở possessive adjective mình mãi mình gió ấy nâng cứ dương thời đạt niêm khang khổ vì dog sister nâ còn ta bởi dương phở possessive pronoun ở miền niêm là khang khỏi vía đấy u thọ nick tha I think this pen is yours nhưng cái tha bệnh nhất cái chia là bọn này sẽ cái là bọn này cứ bệnh bạn là niêm nó kêu vậy mà xa hơi dẫn cái thời tập ra possessive pronoun bởi dương nữa sốc sốc dương vậy tha này dương vậy tha it's mine vì cái chia là bọn nhom vậy sẽ cái là bọn nhom ở đằng vâng it's mine ở đằng ấy là bọn nhom phong tha bọn miền clip cho với cả miền cai và ca bọn hán à nắng dựng đằng ôm mà cái xuôi dân ta whose coat is this ta a cái nước cái chia là bọn nè dân kia vậy ta it's mine cái chia bọc nhóm dân sẽ kia bọc nhóm cái đằng này cứ à lấy dân chuyện nám
chân nám cái ta we do not use it as a possessive pronoun chân it's up mean the wrong possessive pronoun này mean the possessive adjective ta phần này ta chân ở dân từ vừa cái anh ở ngoài tặng anh nhé lại nãy cái anh ở ngoài ta rewrite the underlying words with a possessive pronoun cái anh sẽ bây giờ ta mean cụ bắt toát nữa ta prab possessive pronoun lấy pi ta đây là mỗi cái ta is this my newspaper nó cái chi cái sai được bọc nhom giống như vậy is that mine ta nó cái chi được bọc nhom rứ cái nhớ cái chữ nó là biệt my newspaper mà phở biệt my mình cái sai được bọc nhom my newspaper hay cái phở my anh ấy thật cái sai được bọc nhom đấy kìa lấy pi cái vậy ta it isn't his car it's her car giống như vậy mà it isn't his, it's hers. Ok. Chẳng lịch bay. Lịch bay cái vậy ta. This is a beautiful garden. Nhưng it's a lot bigger than our garden. Giống như xe máu, xe ta. Nhi, à cái lại cái underline nhớ. Cái áo dương cho xe ta cái lại underline nhớ thế. Nhưng đây ta, it's a lot bigger than ours. Ok, it's a lot bigger than our. Cứ nghe nghe chẳng. Ok, chẳng những tới slide bắt đầu tiếp. Lịch 4, I'm sorry, I add the chocolate. Xong tốt, nhưng bạn nhằm nung chocolate ở hết. Chẳng lại những dương replay với mở, nhưng sẽ xây lao với mở. Đây chia. I didn't know they were yours. Nè, được chưa? I didn't know they were yours. Khiom mình đăng tha, phụ viết cái chia chocolate bao thẹn. Giống yours nó cứ kê dây bài này thật. Yours nó cứ kê sầm đạo đó. Your chocolate. Chẳng lệ phèm. Để bám như thế lang quên máu để chia bát cái để bám tới chia bát I don't think it's yours ok but I don't think it's yours sẽ chắc một lần full stop cái yours này cứ xem đại đó your cat chẳng lấy bộ mũi đây cùng bố dân đạm máu tay chia it's theirs ok it's there này mà này ha it's their key ok it's their key anh kia cho nó đòi theirs hai lên bờ but I say that, but it's not hers. Chà, her này cứ kê xâm đạo đó, nè, xâm đạo đó, her bag. Chẳng dừng tới slide bắt đầu tiết. Lê phùng quấy, lê bấy cái xưa tha, whose book is this? It's my book. Giống như thời truyền hóa tha, tiếng thời chuyển đổi thế it's mine ok trên cái chuyển đổi bị my book đôi mine rồi bảo nhóm sẽ cái bảo nhóm cứ sắp hơi bảo nhóm cái đấng phục vì muốn kia dạy bị hưởng sắp hơi chẳng lên cùng bốn lên cùng bốn is it your painting ta nó cái chia cùng nụ bảo nhẹ rồi chẳng cái chia is it yours nhà xưa game á ok is it your ta nó cái chiếc nụ bỏ nè rứ nó bị đọc which room is his room chẳng như xe mó bị đọc tay chia which room is his
Ta bật tốp nam mùi cái chia bật tốp bật quạt. Chẳng, which room is this? Tập bật năng mê yên lùm hát lại nâng tập bật năng thế. Là dân cho đo lùm hát bi bò dưới. Cứ nhảy thác. Complete the sentences with the correct possessive pronoun or adjective. Cái áo hình pin bị dốt đòi pra possessive pronoun rồi có possessive pronoun possessive adjective. Cái áo subject pronoun mà dân đó là we, you, I, you ấy đó cứ chia subject pronoun. Nhưng cái áo hình bài cái subject pronoun đó thì chia possessive pronoun rồi có possessive adjective. Từ tam trong rộng bọc viên chẳng tới. Để mua cái gì ta I quite like our house. Ai đấy văn phải những cái phở our của house nó khang khỏi viết nguyên niêm thì thật chứ bà sân chỉ dương phở possessive adjective cứ khang khỏi viết thật thật nguyên niêm bỏ nguyên niêm đấy cái dương phở possessive pronoun nào này chạm tới thông đá tại adjective cứ thử nó một niêm này chứ lại nếu mình bị ví hay là you những ví dương dương tâm đặt lại cái lọn thầm một dẫn tới chia our you tới chia yours tại sao đại dương thử pra viết chia possessive pronoun. Lệ bí, I don't like my new teacher. Dẫn lại những miếng bí I, dẫn những thơm bài mà chìa mai. Tại sao ta khang khởi viết mình my new teacher chìa nào dẫn nè. Lệ bài bà toa mà tiết, what's your slide? Ta, cựu được bỏ khủ thơm mây bỏ nẻ lắm. Nguyên lạc nạ đơm đây. Dẫn tới chìa, yours nó cứ kê xin lại đó teacher. Dẫn những tên slide bà toa bà dẫn tiết. Lùm hát đẹp bấy cái thả I can see cái lãnh mình biết you thế dân dân thờ bộ bài viên mà ta chia possessive adjective ta chia gió là xa đặc hàng gọi viên miền nào dân possessive adjective thờ miền nào nơi bị gọi viết chứ I can see your children at the school gate but where are thờ chia where are mine đặc xa đặc ở miền nào nơi khỏi đi đây đặc nhóm ai khơn côn một bọn này ấy nên ai là bọn sẽ là school gate nó là bọn sẽ là bọn sẽ là lại clown phía sẽ là dưỡng bình tế là côn một bọc nhiều lệ bốn cái gì thế all their friends came to the party ok mật phe là bọn phụ kê đó mau bị bị thi chụp liếng and she lại như thế chia hờ thế những hơn này cái chia possessive adjective này là sao ta khang khỏi viết miền nào thì cứ three sister những her three sister lệ phim khang khỏi viết miền nào nữa money chẳng ai ní thử đặt lại ní tới chia my is this my money no but you put chẳng you ní lại ní cứ dân thử đặt yours là sao ta viết miền niêm nó khang khỏi thế in how you lại ní cứ dân thử đặt dò là sao tại vía miến niêm nơi khang khỏi bạc ta ni chỉ lôi bỏ nẹ rứ mẹn đi nè bạn đã lôi bỏ nẹ được nông cập bộ rồi bỏ nẹ tới phần mối she enjoy lại ní cứ miến bị she hay ní job miến niêm khang khỏi viết đã hờ ok she enjoy her job but he doesn't phần tác quát mình cho chết ca nghe bạc qua đi. He want to change qua trong bắt đầu càng nghĩa. Chẳng lại ní, he, mouth, his. Chỉ possessive pronoun. Ok. Lê bằng bắt. I want to change. I, tới chia my. Ok. Ở xa mình niệm, my computer. Nhóm trong đồ computer bọc nhóm. I like to buy one like. Nhóm trong tình mối đôi là bỏ nè. Nhấn like yours. Thầy mình à. Ở xa ta mình niệm khăn hồi viết tế. Lên bài, I'm afraid this car isn't. Lại ní miếng bị ai đó, chẳng ta chia isn't mine. Sống tố là ní, mình mang chi rồi bọc nhóm đi. Đặc nhóm sống tố là ní, mang chi rồi bọc nhóm đi. My parents lend it to me sometime. Ở bộ mặt đài bọc nhóm, chạy kê ở nhóm bà đi. But it is. Vẫn ta vía cứ chia rồi bỏ vụ kê dẫn để ask time em để xa ta mình niêm nó khang khỏi vía tê tê lên bốn mình biết dù lấy television dẫn ta chia your television has a much better picture than ours cơ tha tu rồi bỏ nét biên rụp phiếp chắc bạc lăng chiến tu rồi bỏ vụ dường lệch đọc lịch đáp lại những miếng bị hi thôi giống mà đã
his, okay? His parents live nearby, but lại nên mình bị she, giống như từ hers. Mình add đi, complete add hay sao nhưng click đã add. Tại chỉ hers, nó, thêm add hay kê phong. Chứ lại top nó cứ lại như thêm add. Hers nó cứ xin đại lỡ, her parents. Chẳng ở quân chân, mình hiện dư mình tập bình năng tế. Nông lùm hát possessive pronoun nó. Nhưng thời để chơi possessive adjective phong này. Quả ta possessive adjective cứ mình niêm nó khang khỏi viết hay possessive pronoun ở mình niêm nó khang khỏi viết thế. Chẳng ở quân chở nè ở nhé hay đồng bây tập tua 3 video và thay em tích nè ở nhé ai cho tới trên này YouTube bỏ nhúng hay cho biết subscribe nè cái này đồng bây tập tua 3 video và thay em tích ở quân.